Hàng nội địa Nhật từ lâu đã được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Những sản phẩm mang tên hàng nội địa Nhật được biết đến là những sản phẩm chất lượng tốt, dù là hàng điện tử, gia dụng hay những hàng hóa mỹ phẩm. Chất lượng của hàng Nhật nội địa là không phải bàn cãi và là một thách thức đối với hàng hóa của bất kỳ nước nào. Hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, mới đây, tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường tiếp tục mở cửa phòng trưng bày hàng thật, hàng giả nhằm giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa chính hãng trên thị trường. Với chủ đề nhận diện hàng thật, hàng giả Made in Japan, trên 300 sản phẩm của nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản như Panasonic, Casino, Asics, Uniqlo, Lotte, Meiji, Chanshino được Tổng cục Quản lý Thị trường trưng bày. Đây là các thương hiệu được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như được tiêu thụ nhiều tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các sản phẩm sử dụng công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam như Ajinomoto, Hảo Hảo, vân vân cũng được trưng bày, giới thiệu, giúp khách tham quan tìm hiểu và nhận diện sản phẩm. Tại phòng trưng bày, chuyên viên của Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với đại diện các doanh nghiệp và chủ thể đã trực tiếp giới thiệu về các thương hiệu có xuất xứ từ Nhật Bản, đưa ra những điểm đặc trưng giúp người tiêu dùng so sánh, nhận diện để phân biệt được hàng thật và hàng giả. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục mở rộng các chuyên đề nhận diện, phân biệt các sản phẩm đối với hàng hóa có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm an toàn, hiệu quả của người tiêu dùng.